Ok, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream hôm nay là trận đấu giữa Hàn Quốc, đại diện của Hàn Quốc Pavilion Siam và Team Đắk Gia đối đầu với cặp đôi từ Indonesia đã sắp diễn ra. Ok, trận đấu bắt đầu rồi. Điểm đầu tiên là được ghi cho Indonesia. Điểm đầu tiên cho cặp đôi từ Indonesia. Rồi, tiếp tục là một pha cầu lỗi và pha cầu này đến từ Du Yeon Siêu. Mỗi người phá một điểm rồi. Một pha cầu trong sân, một khởi đầu hoàn toàn rất hoàn hảo của cặp đôi Indo, 3 điểm số liên tiếp. Ok mọi người, hãy cùng chia sẻ live stream này, là rất nhiều người đang mong chờ trận đấu này và hãy rất mơ hớn để đến cùng cho Indonesia. Đáng lâu chẳng là đang có những bất ngờ được tạo ra. Anh Kim đáng yêu đánh có vẻ hai oppa đang hơi chủ quan. Ra nhanh ra đánh rồi. Thành bắt lưới được một phát to, cầu vẫn trong sân. Hai người đang đánh cú này. Điểm số đầu tiên cho cặp đôi Hàn Quốc 1-4. Hello, anh chào tất cả mọi người. Hello, anh vừa lên đồng từ đây. Hello, anh phải đăng hello tới đây. Điểm 1-4. Bất cày, cháu ở đâu? Và thủ cầu lỗi của Du Yeon Siêu có vẻ hai người đưa đến là thuốc chưa vào tay có lắm. Anh Tiến ạ. Dạ, ra nhanh xem chấp số 1 thế giới rồi. Xin chào Lê Diệu Linh. Rất mong có thể chia sẻ cho tôi. Đó là một tình huống phát cầu cao tay của cặp đôi từ Indonesia. Và điểm 2-5 Hàn Quốc. Hạt giống số 1 em không để ý anh ạ. Không, chúng ta có thể lên đấy để xem. Vâng, thủ cầu rất mềm dẻo. Cảm giác thủ rất nhẹ nhàng. Thủ rất dài, khiến cho đối phương đập vào cầu vào lưới rồi. Bây giờ quay lại, bây giờ bắt đầu. Ok, đánh. Xin chào anh Đinh Bùi nha, xin chào Phạm Đức nha. Điểm 3-5 cho... Bên kia đánh có 2 đấy. Đây là đấu tay họ nhá. Đấu pha chỉ cần bóng máy thôi. Như các đối thủ họ không muốn cơ hội, bởi vì họ là đẳng cấp của những vận động viên thuộc Super Series rồi. Rất bình tĩnh, không còn nữa rồi. Một pha cầu non như thế thì không có cơ hội. Với cầu lông các vận động viên của thế giới thì những pha cầu non gần như là không có cơ hội để phản phá. Điểm 6-3, một pha bắt ba Kim một pha bắt cầu vương một rất may mắn của Kim Đắc Giang. Điểm vương một tầm 4-6 cho Korea. Và tiếp tục là một pha tạt cầu nhanh lưới rất tốt của Du Yeon Siêu. Điểm 5-6 rồi. Vâng, rất đơn giản. Vẫn chưa thể giành điểm. Đó là một pha cầu lật lưới khá may mắn của cặp đôi Indo. Điểm 7-5 cho Indonesia. Hai oppa không biết dùng đi khuẩn gì mà trắng thế. Với người Hàn Quốc họ trắng thật. Ai cũng trắng như kiểu trứng gà bóc luôn. Điểm 15. Một pha bắt lưới lúc 1 lại là một pha bắt lưới lật lưới. Điểm 6-7 của cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Đó là một pha với cầu của Kim Đắc Giang. Tuy nhiên trong tình huống tiếp theo, một tình huống khá ngon ăn thì tay vợt của Indonesia là một cầu hỏng. Đây là điểm số đang về vạch cân bằng rồi, 7 đều rồi. Cầu rất gắt. Một cơ
đường cơ rồi. Đó là đường cơ của Super Series khác hẳn cái đường cơ của xe rồi. Kinh không? Đẳng cấp. Kim dáng yêu là rất nhẹ nhàng và đơn giản. Các Hàn Quốc họ đánh cảm giác nó chạm một cầu một chút kim nhẹ nhàng và thanh thoát. Nâng như như nhưng lại không thể cản phá. Ok mọi người có thể dành vài giây các vận động viên nghỉ ngơi, mọi người có thể giúp mình chia sẻ livestream ạ. Rất nhiều người đang mong chờ trận đấu này mà không biết xem ở đâu. Mọi người cũng hãy like chia sẻ để cổ vũ cho bình luận viên để có thể bình luận hay hơn nào. Điểm 97 cho Hàn Quốc rồi. Sút. Cảm giác là cầu quá nhẹ nhàng. Thủ vậy. Rất đơn giản. Và thủ cầu thiếu lực của Kim Đắc Giang. Đội điểm 89 cho Indonesia. Ok, cảm ơn Vi Hùng rất nhiều nha mọi người. Chúng ta hãy cho đi đi ạ. Chúng ta được xem trận cầu hay, tại sao chúng ta không chia sẻ cho mọi người xem với ạ. Thực sự có rất nhiều người họ không biết khi nào Opa đánh và thậm chí họ cũng không biết xem ở đâu cơ. Rồi, cảm giác một cầu bất lực khiến cho cặp đôi đến từ Indo phải tăng tốc cầu ngang, tuy nhiên càng tăng tốc thì lại càng vội vàng đánh cầu hỏng nhiều hơn. Điểm 18. Su đỉnh cầu được. Mang sao vừa xong những thứ này sẽ có đầu tiên. Số 11-9 cũng khá căng thẳng đấy chứ. Ôi. Thủ cầu rất ảo diệu. Hai nhìn rất nỗ lực. Chút. Không thể vào được. Vẫn còn. Hai tay vợt đến từ Hàn Quốc có vẻ họ rất hiểu với nhau. Lúc này cầm quay. Vẫn còn nhỉ, hay quá nhỉ. Đúng là trận đấu đáng được mong, đáng được mong chờ. Biết chưa? Đó là một tình huống kéo lưới thì có lẽ cặp đôi đến từ Indo để cắm quá vội quá hay quá cây cú là sự cậu pha thủ thì thấy kinh khủng thật. Dã man thật cho mọi người ạ. Người tiếp tục chia sẻ live stream đi được không? Mình muốn được nhiều người xem hơn à. Một trận đấu hay như này cần có nhiều người xem hơn. Điểm 12-9 rồi. Một đường cầu rằng có rất hay. Rõ ràng trong pha cầu vừa rồi cặp đôi đến từ Indo cũng đã rất xuất sắc. Nhưng trong tình huống dứt điểm cuối cùng họ lại dứt điểm vào lưới. Ở ngoài sân rất tỉnh táo. Nhanh thế mà vẫn định ra đường của nó ở ngoài sân. Ok, Opa vẫn chưa gây cái vợt nào nha em. Trận trước thì gãy tận 3 cái liền. Julian Siam phát cầu, tay vợt số 1 thế giới. Chút cặp đi đô nè. Một pha đập cầu dọc biên rất uy lực Indonesia. Đổi điểm 10-13. Ebro là cái hãng gì?
Phanit, Phanit, hang hang mới ở Phanit. Thằng cô rất chuyên đấy. Ok, số lượng người xem đang tăng rất là nhanh. Cảm ơn mọi người đã giúp cùng chia sẻ livestream. Phanit là hai chữ E. Rất nhiều hơn cái tên đó. Cảm thấy hang hiện hơn rồi. Không còn nữa rồi, vẫn còn kìa. Ly này. Chị nhìn các oppa đánh cùng nhẹ nhàng như thế có thể áp đảo đối thủ thế nhỉ? Cũng giống như Kento năm ngoái vậy, chạm vào cầu nhẹ như lông lòng, đánh cầu rất đơn giản nhưng lại không có đối thủ. Một chú các oppa đánh cầu hất cầu không ra tiếng luôn nha mọi người, không hiểu tại sao. Còn khoảng cách 5 điểm được tạo ra 15-10 rồi. Có lẽ không có cặp đôi nào có thể chịu được cặp đôi Dion Siong và Kim Bắc Giang tại giải đấu này quá hai set. 15-10. Không còn nhầm. Phần 2 xong rồi. 16-10 rồi. Còn rõ ràng kết quả của trận đấu thì chúng ta cũng có hoàn toàn có thể đoán được. Chúng ta hoàn toàn có thể đoán được. Tuy nhiên trong trận đấu này vẫn có những đường cầu rất hay. Dion Siong đánh cầu ngang rất khó chịu, bắt lưới cũng rất hay luôn. Cầu không qua lưới. Đội điểm 11-15 cho Indonesia. Anh đến đâu rồi? Anh mới được vào. Sao lại về? Khi áp của David Dujon Siong khiến cho David Vino đánh cầu hỏng, phát cầu hỏng. Thế anh đang cho U đít à? Điểm 17-11, khoảng cách rất rất cách biệt. 17-11, 6 điểm rồi. Ok, anh Vũ Duy Khôi. Hãy chiêm ngưỡng những đường cầu của tay vợt đã từng số 1 thế giới đấy ạ. Dujon Siong. Tay vợt đánh cặp với Lee Jong Dae. Mà đúng sao nó không lấy cuộc vận nữa thật. Và bây giờ Dujon Siong vẫn là một trong những tay vợt đẳng cấp hàng đầu của cầu lông thế giới. Và năm nay anh đang có mặt tại giải cầu lông Shibucha Hà Nội. Và đang đứng trước màn hình của chúng tôi đây. Đánh cầu bước 1 rất nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ dàng ghi được. Mai có mai bán kết. Thực sự nói về sự khéo léo và tinh tế thì cảm thấy từ hơn hẳn so với đối thủ của mình. Còn lại là tiền một tình huống giành điểm trên lưới. Điểm 19 rồi. 19-11 à? 19-12. 19-12. Ok, một pha đánh cầu không cho cặp đôi Hàn Quốc cơ hội. Có một pha dứt điểm khá dễ dàng. 19 điểm 13-19. Cặp đôi Hàn Quốc trắng đẹp trai, đánh cầu 2 dáng đẹp. Quần áo đẹp, giày đẹp. Chung là Kim đánh lên thì bản thân ba cầu rất là tay xuân của Indonesia. Cầu không qua lưới. 20-13. Rõ ràng cặp đôi đến từ Indo đã có một khởi đầu hết sức ấn tượng vì tạo ra khoảng cách 4 điểm ở ngay trận đấu đầu tiên. Ngay khi trận đấu bắt đầu, tuy nhiên bây giờ họ đang vẫn đi đến trước với khoảng cách khá xa nên là không có cơ hội để có thể vượt qua. Thực sự với một điểm số như này, ngay cả cặp đôi Kenvin đứng ở đây cũng không thể gỡ được trong trận đấu này. Người đánh cảnh ngay và đập cầu vào lưới rất đáng tiếc của trong đôi hợp Kim Đăng Giang, đồng đội của Dujon Siong. Tiếp tục là một điểm số dành cho Indonesia, 15-20. Ok mọi người, lại tiếp tục tranh thủ với giới dùng chia sẻ live stream nào. Rất là nhiệt tình đó. Không thèm hồng luôn. Khi được pha được không đỡ được. Dần dần có xuyên bắt đầu.
Ok, trận đấu thứ nhất kết thúc rất nhẹ nhàng với điểm số 21-15 cho cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Vậy là các oppa đang di chuyển về gần máy quay của ông Hơn rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy những gương mặt rất nổi tiếng, những gương mặt rất quen thuộc của cầu lông đỉnh cao thế giới.